hoặc lấy, hoặc bỏ, hoặc nhiễm, hoặc tịnh, hoặc tăng, hoặc giảm, cho đến chẳng thấy trí nhất thiết tướng, hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc lấy, hoặc bỏ, hoặc nhiễm, hoặc tịnh, hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì sắc cho đến trí nhất thiết tướng, tự tánh đều vô sở hữu bất khả đắc vậy. Như vậy, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp, chẳng thấy hoặc sanh hoặc diệt, hoặc lấy hoặc bỏ, hoặc nhiễm hoặc tịnh, hoặc tăng hoặc giảm, đem vô sở học, vô sở thành tựu làm phương tiện, mà học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể thành tựu trí nhất thiết trí. Bấy giờ trời Đế Thích hỏi Xá Lợi Tử, thưa Đại Đức, các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên cầu ở đâu? Xá Lợi Tử đáp, này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên cầu trong pháp Thiện Hiện nói. Khi ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện, nhờ thần lực của Đại Đức làm chỗ y trì nên khiến cho Xá Lợi Tử nói lời ấy chăng? Thiện Hiện bảo, này Kiều Thi Ca, chẳng phải thần lực của tôi làm chỗ y trì khiến cho Xá Lợi Tử nói lời như thế. Trời Đế Thích nói, vậy thần lực của ai làm chỗ y trì? Thiện Hiện đáp, thần lực của Phật làm chỗ y trì. Trời Đế Thích nói, thưa Đại Đức, các pháp đều không có y trì, sao nói thần lực của Phật là chỗ y trì? Thiện Hiện đáp rằng, này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy. Đúng như ông nói, tất cả các pháp không y trì nên Như Lai chẳng phải chỗ y trì cũng không. Nhưng vì tùy thuận thế tục mà đặt bày nói là y trì. Này Kiều Thi Ca, chẳng lìa không y trì thì Như Lai có thể đắc. Chẳng lìa không y trì thì chân như, Như Lai có thể đắc. Chẳng lìa không y trì thì pháp tánh Như Lai có thể đắc. Chẳng lìa không y trì thì Như Lai chân như có thể đắc. Chẳng lìa không y trì thì Như Lai pháp tánh có thể đắc. Chẳng lìa không y trì thì chân như, Như Lai chân như có thể đắc. Chẳng lìa không y trì thì pháp tánh Như Lai pháp tánh có thể đắc. Này Kiều Thi Ca, chẳng phải trong không y trì Như Lai có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai không y trì có thể đắc. Chẳng phải trong không y trì chân như, Như Lai có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai không y trì chân như có thể đắc. Chẳng phải trong không y trì pháp tánh Như Lai có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai không y trì pháp tánh có thể đắc. Chẳng phải trong không y trì Như Lai chân như có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai chân như không y trì có thể đắc. Chẳng phải trong không y trì Như Lai pháp tánh có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai pháp tánh không y trì có thể đắc. Chẳng phải trong không y trì chân như, Như Lai chân như có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai chân như không y trì chân như có thể đắc. Chẳng phải trong không y trì pháp tánh Như Lai pháp tánh có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai pháp tánh không y trì pháp tánh có thể đắc. Này Kiều Thi Ca, chẳng rời sắc Như Lai có thể đắc. Chẳng rời thọ tưởng hành thức Như Lai có thể đắc. Chẳng rời sắc chân như, Như Lai có thể đắc. Chẳng rời thọ tưởng hành thức chân như, Như Lai có thể đắc. Chẳng rời sắc pháp tánh Như Lai có thể đắc. Chẳng rời thọ tưởng hành thức pháp tánh Như Lai có thể đắc. Chẳng rời sắc Như Lai chân như có thể đắc. Chẳng rời thọ tưởng hành thức Như Lai chân như có thể đắc. Chẳng rời sắc Như Lai pháp tánh có thể đắc. Chẳng rời thọ tưởng hành thức Như Lai pháp tánh có thể đắc. Chẳng rời sắc chân như, Như Lai chân như có thể đắc. Chẳng rời thọ tưởng hành thức chân như, Như Lai chân như có thể đắc. Chẳng rời sắc pháp tánh Như Lai pháp tánh có thể đắc. Chẳng rời thọ tưởng hành thức pháp tánh Như Lai pháp tánh có thể đắc. Này Kiều Thi Ca, chẳng phải trong sắc Như Lai có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai sắc có thể đắc. Chẳng phải trong thọ tưởng hành thức Như Lai có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai thọ tưởng hành thức có thể đắc. Chẳng phải trong sắc chân như, Như Lai có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai sắc chân như có thể đắc. Chẳng phải trong thọ tưởng hành thức chân như, Như Lai có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai thọ tưởng hành thức chân như có thể đắc. Chẳng phải trong sắc pháp tánh Như Lai có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai sắc pháp tánh có thể đắc. Chẳng phải trong thọ tưởng hành thức pháp tánh Như Lai có thể đắc. Chẳng phải trong Như Lai thọ tưởng hành thức pháp tánh có thể đắc.
chẳng phải trong sắc Như Lai chân như có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai chân như sắc có thể đắc, chẳng phải trong thọ tưởng hành thức Như Lai chân như có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai chân như thọ tưởng hành thức có thể đắc, chẳng phải trong sắc Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh sắc có thể đắc, chẳng phải trong thọ tưởng hành thức Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh thọ tưởng hành thức có thể đắc, chẳng phải trong sắc chân như Như Lai chân như có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai chân như sắc chân như có thể đắc, chẳng phải trong thọ tưởng hành thức chân như Như Lai chân như có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai chân như thọ tưởng hành thức chân như có thể đắc, chẳng phải trong sắc pháp tánh Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh sắc pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong thọ tưởng hành thức pháp tánh Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh thọ tưởng hành thức pháp tánh có thể đắc. Này Kiều Thi Ca, cho đến chẳng rời trí nhất thiết Như Lai có thể đắc, chẳng rời trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Như Lai có thể đắc, chẳng rời trí nhất thiết chân như Như Lai có thể đắc, chẳng rời trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như Như Lai có thể đắc, chẳng rời trí nhất thiết pháp tánh Như Lai có thể đắc, chẳng rời trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh Như Lai có thể đắc, chẳng rời trí nhất thiết Như Lai chân như có thể đắc, chẳng rời trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Như Lai chân như có thể đắc, chẳng rời trí nhất thiết Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng rời trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng rời trí nhất thiết chân như Như Lai chân như có thể đắc, chẳng rời trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như Như Lai chân như có thể đắc, chẳng rời trí nhất thiết pháp tánh Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng rời trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh Như Lai pháp tánh có thể đắc. Này Kiều Thi Ca, chẳng phải trong trí nhất thiết Như Lai có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai trí nhất thiết có thể đắc, chẳng phải trong trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Như Lai có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể đắc, chẳng phải trong trí nhất thiết chân như Như Lai có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai trí nhất thiết chân như có thể đắc, chẳng phải trong trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như Như Lai có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như có thể đắc, chẳng phải trong trí nhất thiết pháp tánh Như Lai có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai trí nhất thiết pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh Như Lai có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong trí nhất thiết Như Lai chân như có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai chân như trí nhất thiết có thể đắc, chẳng phải trong trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Như Lai chân như có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai chân như trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể đắc, chẳng phải trong trí nhất thiết Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh trí nhất thiết có thể đắc, chẳng phải trong trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể đắc, chẳng phải trong trí nhất thiết chân như Như Lai chân như có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai chân như trí nhất thiết chân như có thể đắc, chẳng phải trong trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như Như Lai chân như có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai chân như trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như có thể đắc, chẳng phải trong trí nhất thiết pháp tánh Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh trí nhất thiết pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh Như Lai pháp tánh có thể đắc, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh có thể đắc. Này Kiều Thi Ca, Như Lai đối với sắc chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, Như Lai đối với sắc chân như chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với thọ tưởng hành thức chân như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, Như Lai đối với sắc pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với thọ tưởng hành thức pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, Như Lai chân như đối với sắc chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, Như Lai chân như đối với sắc chân như chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với thọ tưởng hành thức chân như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng,
Như Lai pháp tánh đối với sắc chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai pháp tánh đối với sắc pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với thọ tưởng hành thức pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Này Kiều Thi Ca, Như Lai đối với sự lìa sắc chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa thọ tưởng hành thức cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai đối với sự lìa sắc chân như chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa thọ tưởng hành thức chân như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai đối với sự lìa sắc pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa thọ tưởng hành thức pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai chân như đối với sự lìa sắc chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa thọ tưởng hành thức cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai chân như đối với sự lìa sắc chân như chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa thọ tưởng hành thức chân như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai pháp tánh đối với sự lìa sắc chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa thọ tưởng hành thức cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai pháp tánh đối với sự lìa sắc pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa thọ tưởng hành thức pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Này Kiều Thi Ca, như vậy cho đến Như Lai đối với trí nhất thiết chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai đối với trí nhất thiết chân như chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai đối với trí nhất thiết pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai chân như đối với trí nhất thiết chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai chân như đối với trí nhất thiết chân như chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai pháp tánh đối với trí nhất thiết chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai pháp tánh đối với trí nhất thiết pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Này Kiều Thi Ca, Như Lai đối với sự lìa trí nhất thiết chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai đối với sự lìa trí nhất thiết chân như chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai đối với sự lìa trí nhất thiết pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai chân như đối với sự lìa trí nhất thiết chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai chân như đối với sự lìa trí nhất thiết chân như chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai pháp tánh đối với sự lìa trí nhất thiết chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như Lai pháp tánh đối với sự lìa trí nhất thiết pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sự lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Này Kiều Thi Ca, Xá Lợi Tử đã nói là đối tất cả pháp chẳng tức không hai, chẳng ly chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Thần lực Như Lai làm chỗ y trì, đem chỗ không y trì làm chỗ y trì vậy. Hết quyển thứ 426.